Xin chào các bạn, tiếp tục các chủ đề về BOD và Amazon Thì hôm nay mình sẽ làm về cái nội dung là Khi mà mình có được một vài cái đơn hàng trên cái cửa hàng Amazon của mình rồi á Thì nhiệm vụ kế tiếp của mình là làm việc gì à, Có nghĩa là bạn đang ở cái giai đoạn là bạn vừa mới có cửa hàng à, Bạn đã đăng sản phẩm lên rồi và có thể là cái cửa hàng của bạn á, của bạn á Nó có khoảng chừng vài ngàn listing rồi và tổng cái thời gian mà bạn bán tới cửa hàng của bạn sau được vài ba tháng thì bạn có tầm uh, vài ba đơn hàng trở lại thì lúc đó bạn nên làm việc gì mình nên uh, tiếp tục là mình trên chào quảng cáo hay lúc đó mình tiếp tục mình nên đăng sản phẩm hay là mình làm cái việc gì mà tốt nhất ở cái thời điểm đó thì đó là nội dung của video ngày hôm nay nên là bạn thấy là trên cái màn hình của bạn á có một cái bài viết với cái tựa đề là what to do next when you start make some order on Amazon thì mình thấy là cái tựa đề này nó đặt ra cái một cái nội dung nó khá là hay và nó cũng khá là khớp với cái giai đoạn của mình khi mình bán hàng trên Amazon. Đến một lúc nào đó thì bạn sẽ nằm trong một cái giai đoạn này nghĩa là bạn đã vượt qua cái việc mà bạn mở cửa hàng trên Amazon rồi, bạn cũng đã vượt qua cái việc mà bạn là một người mới newbie, mình chưa có biết gì, mình đã có đơn hàng nghĩa là mình đã hiểu được cái 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 quy trình hoạt động của nó nó như thế nào rồi mình đã bán sản phẩm rồi và mình đã bán được cho khách hàng rồi mới có đơn đúng không thì mình đã hiểu được sơ là một cái chu trình hoạt động từ A đến Z nó sẽ có những cái bước đó vậy thì việc kế tiếp mình làm gì thì đó là nội dung của video ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cái bài viết này mình thấy bài viết này nó biết nó khá là hay và cái nội dung của cái bài này nó cũng một phần cái nội dung nó khá là khớp với cái suy nghĩ của mình là mình sẽ phân tích cái bài viết này kết hợp với cái um, cái góc nhìn của mình à, trong cái việc mà kinh doanh BOD trên nền tảng Amazon để mà đưa cho bạn thêm cái kiến thức à, từ đó các bạn có thể là phát triển cái việc mình bán hàng BOD trên Amazon nó được đúng chuẩn hơn nó đi đúng hướng hơn ha coi vậy thì mình nên làm cái gì? thì bạn thấy là mình sẽ đọc từ tên hướng dưới ha để mà các bạn hiểu cái nội dung của bài viết này thì bạn thấy là nó là khi mà một vài người của chúng ta Making some order, đó là đã có đồng vài đơn hàng rồi, thì, thì 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 một cái câu hỏi đặt ra là What to do next? Thì, thì làm cái gì kế tiếp? Thì bạn thấy là có nhiều người họ cũng hay đặt câu hỏi à, với nhau là bây giờ tôi có một hai đơn rồi đó, nhưng tôi cần lên làm gì ha? Thì nếu mà bạn cũng đang trong cái tình trạng đó hoặc là bạn à, sắp đến cái giai đoạn này thì bạn hãy xem coi là cái người mà có kinh nghiệm thì họ đề xuất cái việc mà cho những người mà newbie á nên làm gì mà đọc cái xuống xíu ha rồi mình sẽ kéo xuống dưới thì ở đây nó nói là khi mà bạn đăng cái sản phẩm lên á được khoảng vài ba tháng hai ba tháng á thì có một số người bắt đầu sẽ có đơn hàng khi mà bạn có hàng trên Amazon chắc chắn là vậy nếu mà hàng ngày bạn đăng lên cái cửa hàng bạn ví dụ như là bạn đặt cái target của bạn đó, là mỗi một ngày như vậy bạn đăng lên cái sàn cửa hàng Amazon của bạn là từ 10 đến 50 sản phẩm đi thì xa khoảng 2 3 tháng. Một tháng thì nó sẽ có 30 ngày, một ngày bạn đăng 10 sản phẩm thì là một tháng á bạn sẽ có là khoảng 300 sản phẩm. 2 tháng thì bạn sẽ có là 600 sản phẩm đúng không? À, nếu mà bạn đăng nhiều hơn, một ngày bạn đăng 20 sản phẩm thì sau 6 tháng bạn sẽ có là 1.200 sản phẩm vậy thì nếu bạn đăng từ 10 sản phẩm đến 20 sản phẩm 1.000 thì đâu đó bạn sẽ có từ 600 đến 1.200 sản phẩm thì chắc chắn nếu mà cái chủ đề bạn bán là nó đúng theo nhu cầu của thị trường mà cái sản phẩm bạn nó cũng khá là tốt thì bạn có thể có một vài đơn đó và ở đây nó đưa ra một cái ví dụ là có một vài người họ sau khi mà hai tháng họ bán thì họ đã có được khoảng tầm 10 đơn hàng ha, make to order thì cái đoạn in đậm này như vậy thì những cái người này á và mình nếu mình bán mà nằm trong cái những người này thì mình mình có 10 order rồi mình nên làm gì nữa thì mình đọc xuống cái tiếp ha thì nếu mà theo cái góc nhìn của cái người viết bài này á thì bạn nói là sau khi mà bạn phân tích những cái người mới này á, mà kết hợp với kinh nghiệm bán hàng của bạn thì bạn có một cái kết luận là cứ trung bình một order á thì nó sẽ tương ứng là cái cửa hàng đó có từ 1.000 đến 1.500 sản phẩm đã được đăng lên có nghĩa là sau khi mà bạn thống kê những cái người bản bán hàng á cứ một order cứ một đơn hàng á thì cái cửa hàng đó nó sẽ có từ 1.000 đến 1.500 cái sản phẩm đăng lên như vậy thì trong vòng 2 tháng mà bạn có 10 order thì bạn hiểu là bạn phải có từ 10.000 đến 15.000 sản phẩm trên cái cửa hàng của bạn cứ chia trung bình ra thì một order nó sẽ có từ 1.000 đến 1.500 sản phẩm và cái số liệu này là gọi là nó gọi là cái số liệu trung bình có nghĩa là họ sẽ thống kê nhiều người bán hàng lại với nhau có là có thể là cái, cái cái, người này đã hướng dẫn khoảng chừng vài 300 người và họ có một số liệu họ thống kê ra thì trung bình cái cái đơn hàng một đơn hàng để có một cái đơn hàng thì nó có tầm một nghìn đến một nghìn năm trăm ở đây thì nó sẽ không không có cái số liệu là gọi là cái số liệu chính xác nhưng mà người ta tính ước lượng trung bình Nên cái thị trường nó là vậy ha như vậy thì từ cái số liệu trung bình này nè thì bạn sẽ hiểu là không thể nào mà mình đăng một hay là 10 sản phẩm mà mình có một order được ha. Nếu bạn bán BOD thì bạn phải đăng cái sản phẩm ít nhiều nó nằm trong khoảng là từ một nghìn đến một nghìn sản phẩm á. Thì bạn mới có được một đơn hiền. như vậy thì cái việc mà mình bán BOD mình phải đăng sản phẩm lên nhiều thì bạn nên để nhớ là ở cái ý này mình phải đăng càng nhiều sản phẩm càng tốt. Và thật sự khi mà mình kiểm tra lại cái cửa hàng của mình á, thì mình thấy là đúng là như vậy á là cái cửa hàng của mình nó mình 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 chia ra nó cũng như vậy cửa hàng mình bán thì tốt hơn mình đối với cửa hàng của mình thì mình đang tầm 500 đến 600 listing á á 500 đến 600 listing thì mình có một order ở đây bạn nói là còn theo thống kê của bạn này thì bạn này vẫn đang là từ 1.000 đến 1.000 ra sản phẩm thì bạn có trung bình là một order nhưng mà đối với cửa hàng của mình thì nó nằm trong khoảng từ 500 đến 600 có thể là cái cái ngách của mình bán tốt hơn rồi ok thì quay trở lại cái câu hỏi là what to do next after making some sale cái là mình nên làm gì sau khi mà bây giờ mình có một vài đơn cái là mình cần phải có nhiều đơn hàng hơn. Mục đích của mình là phải có nhiều đơn hàng hơn chứ ta, nếu mà trong vòng 2 tháng mà mình chỉ có 10 order thì mình cũng không giải quyết được vấn đề. Mình phải cần cải thiện cái cái số lượng đơn hàng mình đó, nó sẽ tăng lên có thể là bây giờ trong vòng 2 tháng mình có thể là có 100 đơn hàng thay vì là 10 đơn hàng thì thì mình cần phải có một cái hành động gì đó đúng không? Thì ở đây nè, bạn này bạn sẽ nêu ra một số cái hướng, hướng cái hướng thì theo các bạn này bạn nó sẽ có là hai hướng to thì à, sẽ có hai hướng to thì I just do when I make some sale for the new product cái hướng thứ nhất là mình cần phải tối ưu cái listing của cái product mà bạn mới vừa ra sale ví dụ như là bạn đăng cái sản phẩm lên là mình đặt mình phân tích cái hướng thứ nhất của hướng đề nghị thứ nhất của các bạn này ha bạn này bạn nói là mình cần phải tối ưu cái sản phẩm mà mới vừa ra sale đó. Có nghĩa là trong 1.000 đến 1.500 sản phẩm này là bạn đăng lên thì trong đó có một sản phẩm nó cho bạn một cái đơn hàng thì có nghĩa là cái sản phẩm đó là một trong những cái sản phẩm mà tối ưu nhất trong 1.000 đến 1.500 trung bình 1.000 đến 1.500 sản phẩm thì bạn mới có một order có nghĩa là mà chỉ có một sản phẩm có một order trong 1.500 sản phẩm này vậy thì cái sản phẩm đó là một trong những, cái sản phẩm mà nó gọi là nó tốt nhất trong cái số lượng sản phẩm này như vậy thì cái hướng đầu tiên bạn cần làm là bạn phải ngừng phải tối ưu cái sản phẩm nó tốt hơn nữa có nghĩa là bạn sẽ lấy cái bạn sẽ lấy cái sản phẩm mà có sale đó, bạn tối ưu nó tối ưu nó bằng cách là bạn kiểm tra gọi là cái tiêu đề bạn cái đầu đất thay thầu bạn có điền chính xác chưa có chuẩn chưa nếu mà chưa chuẩn thì bạn làm cho nó chuẩn hơn cái một mô tả sản phẩm description đó bạn kiểm tra lại coi là nó làm nó nó chuẩn chưa nếu mà chưa chuẩn thì bạn sẽ làm tốt hơn mình sẽ thêm thắt cái nội dung mô tả sản phẩm mình cho nó đầy đủ hơn ví dụ là bạn có thể thêm cái thông tin xếp uh, hàng hoặc là bạn có thể thêm thông tin là sản xuất ở đâu nếu mà cái sản phẩm này sản xuất ở Mỹ thì bạn thêm câu là made in China, Make in United States nếu mà bạn kiểm tra coi là cái thông số về cái kích cỡ của sản phẩm chất liệu sản phẩm nó có đầy đủ chưa nếu có đầy đủ thì bạn thêm vào cái một mô tả sản phẩm để làm cho cái sản phẩm mà mới ra sale nó càng hoàn thiện hơn nó càng tốt hơn thì nó sẽ có ra sale nhiều hơn rồi cái thứ hai là thêm cái keyword có thể là chỉnh cái bullet point đó bullet point này là, là cái bullet point, là cái cái, cái 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 những cái từ khóa vào cái sản phẩm này để làm cho nó tốt hơn có nghĩa là mình biết cái sản phẩm mà nó vừa mới vừa có sale là, là, nó đúng theo nhu cầu của khách hàng rồi nhưng mà nó chưa nó có sale chưa chắc là nó đã được tối ưu về mặt à, từ khóa tiêu đề mô tả sản phẩm nên là mình kẹ mình là mình, mình lấy nó ra mình làm mình tối ưu nó tốt hơn thì chắc chắn nó sẽ giúp cho mình có sale nhiều hơn tại vì mình làm nó mình nó đã có xe đã tốt rồi mình làm cho nó tốt hơn nó đúng chuẩn về mặt SEO thì nó sẽ tốt hơn thì đó là cái hướng thứ nhất là bạn sẽ chọn những cái sản phẩm mà nó đang có sale tối ưu nó tốt hơn nữa à, hoặc là bạn kiểm tra coi là cái sản phẩm mà mới vừa có sale đó nó có đầy đủ thông tin về nó đã có sai chẹt chưa nó có cái, nó có một cái hình nó về sai chạc chưa nó có video video về sản phẩm chưa nếu mà chưa thì bạn thêm bạn làm một cái video về sản phẩm bằng làm một sai chẹt bạn bằng thêm vào để làm cho nó đầy đủ thông tin lên đó có nghĩa là bạn tìm coi nó còn cái gì chưa có hoàn thiện không bạn hoàn thiện nó bạn tối ưu nó là optimize the listing up the product That vô make sale ra, đó là ý thứ nhất. Thì mình cũng đồng ý với bạn là cái ý này ha. thì thực sự là lúc mà mình, một số sản phẩm mình mà có trên amazon đó mình cũng có chỉnh lại, mình thêm video sản phẩm, mình thêm cái sai chạc cho sản phẩm, mình cũng thêm cái nguồn gốc sản xuất ở đâu, ở Mỹ mình mình để ra là ở Mỹ. À, thông tin về chất liệu của sản phẩm, thời gian xếp hàng mình chỉnh sửa lại cho nó chi tiết hơn. À, thì đó là cái hướng thứ nhất. Vậy thì cái hướng thứ hai là gì? hướng thứ hai là À, tiếp tục ha chưa chưa có nói về thứ hai sau đó bạn nói thêm là try to ask more related keyword to the listing bạn xem coi là cái, cái 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 sản phẩm mà mới vừa có sale đó nó có những cái từ khóa nào mà bạn chưa có tối ưu không có những cái từ khóa nào mà liên quan đến cái sản phẩm bạn bán đó mà bạn chưa có thêm vào được không thì bạn cố gắng thêm cái từ khóa đó vào cái cái listing mà mới vừa có sale đó để mà giới thiệu thêm khách hàng cho cho, cho cái sản phẩm đó rồi <laughs> Ngoài ra thì bạn có thể là chỉnh sửa lại cái móc khớp cái hình ảnh của cái cái là khi mà bạn đăng một cái sản phẩm hay BOD lên á thì cái cái móc khớp của cái sản phẩm đó rất là quan trọng, cái hình của cái sản phẩm á thì nếu mà bạn thấy là cái sản phẩm đó mình mình mới vừa đăng lên mà nó đã có sale rồi nhưng mà mình thấy nó vẫn còn xấu, cái móc khớp nó vẫn chưa có đẹp thì lúc đó bạn có thể là bạn tìm cách bạn làm cho nó đẹp hơn, bạn thay cái file mô móc khớp ý miệt nè you can find more móc khớp với là có nghĩa là mình có thể là mình chỉnh sửa là cái hình cho nó đẹp hơn nữa thì lúc đó nó thay vì nó đang có một sale đúng không một tháng nó chỉ có một sale thôi nếu mà bạn làm tốt hơn nữa thì có thể là cái một tháng đó nó sẽ có nhiều sale hơn nếu mà bạn tối ưu nó đó. là cái thứ nhất như <laughs> vậy thì cái thứ nhất nãy giờ mình giải thích rất là kỹ rồi bạn cũng hiểu là mình nên chỉnh sửa cái gì đúng không mình nên chỉnh sửa là tiêu đề sản phẩm mô tả sản phẩm thêm từ khóa nó cho nó thêm những cái từ khóa liên quan rồi làm cho nó đẹp hơn chỉnh sửa hình ảnh cho cái sản phẩm đó nó đẹp hơn nữa rồi một cái vấn đề thứ hai á, nó cũng mình nghĩ nó cũng khá là quan trọng một cái hướng thứ hai đó, nó khá là quan trọng xét ha là bạn có thể xem xét là bạn gửi cái sản phẩm đó đó đến cái kho của amazon hoặc mình có thể nó gọi cái mình nó còn, nó còn một cái cách gọi khác đó, nó gọi là fba đó. FBA có nghĩa là full by Amazon có nghĩa là bạn nhưng mà mình chỉ làm cái bước này khi mà mình xác định được là cái sản phẩm nó là winning product nha có nghĩa là trong cái cửa hàng của bạn nó sẽ có mấy chục ngàn sản phẩm đó nhưng mà trong mấy cái chục ngàn sản phẩm đó, đó nó chỉ có một hai ba sản phẩm gì đó nó gọi là winning product nghĩa là sản phẩm chiến thắng đó. có nghĩa là cái sản phẩm đó là cái sản phẩm mà khách hàng họ thích lúc nào họ cũng hay mua cái sản phẩm đó và trong cái cửa hàng của bạn là bạn thấy là trong hàng ngàn nó đều ra sale hoặc là trong tuần nó đều ra sale và sale nó khá là nhiều và bạn xác định là nó là một trong những cái sản phẩm mà đem lại cái doanh thu lớn cho cái cửa hàng của bạn và bây giờ bạn tìm một cái cách mà làm cho nó có nhiều sale hơn nữa khách hàng họ mua nhiều hơn nữa bằng cái cách là bạn gửi cái sản phẩm đó, đó đến cái kho của amazon và khi mà khách hàng họ mua thì amazon nó sẽ tự động lấy cái sản phẩm của bạn trong cái kho nó nó sẽ xếp cho khách hàng luôn nên là nó lại tối ưu thêm cái vấn đề về xếp hàng đó. thì đó là cái hướng thứ hai và ở cái hướng thứ hai này thì tại sao mà mình phải gửi đến kho Amazon tại vì Amazon đó nó có một cái chương trình nó gọi là Amazon Remember và đối với những người Amazon Remember khi mà họ mua cái sản phẩm mà FBA là cái sản phẩm nó được full phim với Amazon đó, thì họ sẽ có nhiều cái benefit hơn khi mà họ mua cái sản phẩm đó có thể là họ sẽ mua sản phẩm đó họ sẽ được giảm giá chẳng hạn nên là họ sẽ thích mua cái sản phẩm nào mà nó nằm ở trong kho của Amazon đó nên là nếu mà bạn bạn làm bạn bán sản phẩm BOD mà bạn gửi được cái sản phẩm mà winning rồi đó của mình đó, qua cái kho Amazon đó, thì bạn sẽ có khả năng là có nhiều cái khách hàng hơn tại vì khách hàng họ mua cái sản phẩm của bạn từ cái kho họ sẽ được cái nhiều benefit hơn giảm giá này nọ nên là bạn càng có nhiều cái đơn hàng hơn thì đó là cái cách thứ hai và đối với cái cách thứ hai này thì như các bạn đã biết á, mình là sẽ là người fullfill b 2 qua công ty là Renify và Renify là một trong số các công ty mà nó sẽ hỗ trợ cho mình <laughs> bán hàng BOD mà được đồng bộ cái hệ thống giữa Realify và Amazon <laughs> thì nếu mà để làm cái này tốt á, thì Realify á phải hỗ trợ mình là chạy cái chương trình FBA này. Nếu mà bạn bán hàng BOD mà bạn xác định được là mình có những cái sản phẩm nguyên đồ đất nào thì mình nghĩ là mình sẽ đề xuất cái Realify là sẽ có những cái chương trình mà giống như những cái công ty khác giống như là ghi hay là laser chili nó đang làm là nó cung cấp cái dịch vụ là fba service cho những người bán bd thì lúc đó là mình chỉ cần cái người seller như mình nó sẽ trả tiền cho Unify, à, bao nhiêu, trước bao nhiêu đó thì Unify nó sẽ hỗ trợ là nó sẽ gửi cái sản phẩm của mình đó đến cái kho hàng của Amazon luôn đó, như vậy thì mình sẽ tiết kiệm vấn đề về thời gian và chi phí và cái việc seller lúc đó cái người seller như mình nó chỉ lo vấn đề về bán hàng thôi mình sẽ không có suy nghĩ là mình sẽ gửi cái sản phẩm đó qua cái kho amazon nó bằng cách nào đi con đường nào uh, như thế nào ha vì cái việc đó thì hy vọng là mình sẽ đề xuất với Redify là sẽ hỗ trợ cho seller việt nam mình là chạy chương trình fpa nhưng mà trước khi mà bạn sử dụng cái phương pháp thứ hai này á thì bạn phải tìm ra được cái sản phẩm mà winning product này ha có nghĩa là bạn phải gửi cái sản phẩm mà winning rồi đất đi á. chứ nếu mà bạn gửi cái sản phẩm mà nó không phải là winning có nghĩa là nó cái sản phẩm mà nó không đúng nhu cầu khách hàng bạn gửi vào kho của amazon mà bạn không bán được á thì lúc đó là bạn sẽ bị hàng tồn kho và nó gọi là nó bạn sẽ bị get stuck á, in amazon warehouse ở đây là bạn sẽ bị mắc kẹt trong cái kho amazon là cái hàng bạn nó sẽ bị lưu trong trong cái kho amazon quá lâu mà bạn không bán được Lúc đó mình á cái người bán hàng như mình sẽ trả cái phí lưu trữ cho amazon thì nó sẽ tốn tiền nên là mình chỉ gỡ sản phẩm mà nguyên niên trụ đất thôi. À, thì mình nghĩ đó là cái hai cái hướng tối ưu nhất. Mà đối với người bán hàng mới như mình á, một người newbie mới như mình thì bạn nên là tập trong cái hướng thứ nhất trước. Mình phải tối ưu cái sản phẩm của mình trên đó. À, sau khi mà mình đăng cái sản phẩm của mình lên cái kho, lên cái cửa hàng của mình á, thì mình sẽ đăng thật là nhiều đúng không? Khi Đến khi mà một lúc là bạn thấy là cái cửa hàng mình có khoảng chầm vài ba chục ngàn sản phẩm chẳng hạn hay là 100.000 listing product chẳng hạn mà trong 100.000 listing product đó chắc chắn là bạn sẽ tìm ra được là nó sẽ có trầm vài chục hoặc là vài trăm cái product mà nó sẽ giúp bạn có sale thì từ đó bạn tối ưu những cái sản phẩm đó bạn có thể là bạn scale ra hút đều, scale ra wizard kêu qua mắt scale nó ra nhân bản nó ra rồi bạn chỉnh sửa móc khớp cho nó đẹp chỉnh sửa tiêu đề cho nó đẹp chỉnh sửa giá cả cho nó chuẩn sau đó bạn biến nó thành một cái sản phẩm một winning product. Sau khi mà bạn xác định nó là winning product rồi, bạn hãy gửi cho nó đến cái kho của amazon FBA Lúc đó mình sẽ đề xuất với Printify là hỗ trợ cái chương trình này cho seller Việt Nam và khi đó thì mình sẽ có nhiều xe hơn và bd thì mình nghĩ đó là một trong những con đường mình bán bd trên amazon thành công. Rồi thì đó là nội dung của video ngày hôm nay ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem.